hôm nay chương trình đặc biệt bán nem mà có dạy nấu ăn. Trước giờ là mình chưa có làm cái video nấu ăn nào hết. Là tại sao? Là tại vì mình không biết phải làm thế nào. Nhưng bây giờ mình làm trong giờ văn phòng luôn. Làm giờ văn phòng luôn là để cho ai nấy mà chưa biết làm nem sao á, làm theo tiêu chuẩn nhà hàng nha. Làm tiêu chuẩn một cái tiệm nem cuốn á. Mình làm sao hôm nay mình nấu tại đây luôn. Nấu tại chỗ, nấu trong khung hình này luôn, không có nấu ở ngoài. Đó, thì hôm nay mình có chuẩn bị một số đồ. Là có 4 bịch nem, 4 bịch chạo, 2 bịch sốt giống vậy nha. 1 bịch bánh giòn. Cái thùng đó trên mạng nó kêu là The Signature hay gì đó, nhưng order với em tặng thêm bịch bánh tráng. Đó, tặng thêm bịch bánh tráng đó, công ty Simply Food tài trợ. Nhưng mà hôm nay em chỉ mọi người cái cách nấu nha, cách làm nha. Thì đầu tiên á là em có chuẩn bị cái bếp ga. À, bếp ga nhỏ xíu, rất là thân thiện luôn. Đáng lẽ nó làm cái bếp ga bự hơn, nhưng mà nó bự hơn là nó không có vừa cái khung hình. Bởi mình làm là mình phải làm lại. Đó, mình nấu. À, em có chuẩn bị chảo luôn. À, chảo. À, bây giờ mình coi chút xíu nha. À, dầu. À, mình đây có dầu ăn nha. Dầu ăn đặc biệt nha. Mua là phải mua dầu extra virgin olive oil nha. Ở nhà ăn đừng bao giờ ăn ba cái dầu nà đậu nành, đầu này đầu kia. Mấy cái dầu đó tiếng nói nó rẻ nhưng mà nó ăn lên cái nem mình á, chiên lên hay là bất kỳ mình chiên cái gì, bánh giòn mình chiên cái gì á, là cái mùi nó kỳ lắm. Đầu tiên chiên bánh giòn nha, mình nhận được, mình order cái thùng 99 đồng á, là nó có bánh giòn chỏng sẵn luôn nha. Là một bánh giòn nha, bịch bánh giòn vậy nha. Lấy ra, hôm nay mình làm chừng 4-5 cuốn thôi, em biểu diễn nha. Đó, hồi nó văng trúng mặt nó đi thui luôn. Đây, đó, biểu diễn bánh giòn ha, mình đợi dầu nóng mình thả vô, nhưng mà dầu này không biết khi nào nóng đây. Đó, mình chỉnh vừa thôi. Mình làm gì cũng vậy, mình làm từ từ thôi, mình đừng có làm nhanh quá. Làm dầu nó sôi quá là cái gì nó cũng vàng nhanh quá, nó đen thui. Đó, mình thả vô. Vô luôn con. À, vô luôn. À, vô luôn không sao hết, bình thường lát nó vàng lên là nó nổi lên à, giống như bánh phồng tôm vậy đó. Đấy, trời ơi. 4 miếng là hết chỗ bà nó rồi. 4 cái cũng được rồi. Đó, lên lửa lên em ơi. Bỏ nhiều dầu không anh? Bỏ nhiều dầu nha. Để show cho bà con coi luôn nha. Đó, nấu là phải bỏ nhiêu đây dầu nha. Dầu nó phải nhiều chút, đừng tiết kiệm dầu nha, trong cái nấu ăn đừng bao giờ tiết kiệm. Ok. Chết chết mẹ, cháy. Cháy. Lật. Lò nó dốc. Đó, trời làm sao cháy được. Vàng ươm. Thấy chưa? Đổi màu ghê chưa? Cho miếng giấy cho cái dĩa coi. Giờ nem nha. Nem nhận được là như vậy nha. Đừng bao giờ làm gì hết, bỏ ngoài, giống như bỏ ngoài giống miếng thịt bò vậy đó. Tại vì nó mà không có, nó mà còn lạnh ở trong á là mất là lâu lắm. Làm lạnh trong đó cắt chút xíu. Đó, cắt cái đầu, ăn không hết thì ăn không hết thì bỏ vô cái ăn không hết thì bỏ vô cái gì Ziploc, bỏ tủ đá. Bây giờ gấp một cây ra bỏ vô. Một cây này làm được 2 cuốn nha. Hôm nay em làm cây nem, cây chảo tôm đi biểu diễn làm 2 cuốn. Đó, chiên đỏ nghe xèo xèo không, ghê chưa? Trời, thấy cũng hơi ghê ghê rồi đó. Lần đầu tiên mà nó gần mặt vậy đó. Nhìn đó, mấy mình chiên lỏ lửa nó không có văng. Đó, mình chảo tôm nha. Thử chảo tôm luôn. Bên này thấy không, chiên lên nó dài ghê chưa? Đó, to mà dài, hàng này là to mà dài. Ủa trời ơi. Lăn qua lăn lại nè, đó lăn qua lăn lại hồi nó vô mặt cái shop mình mua được vậy đúng không? Mình mua vậy nhưng mà hôm nay em làm có 4 cuốn nên em làm từ từ thôi, đừng có làm nhiều quá. Nên em cắt cái đầu nè, à cắt đầu, à thấy ghê chưa? Xịt nó ra, ấy trời ơi xịt ra như rau câu vậy nè, xịt ra, khá ghê, à nổ cho lắm vô con, nổ cho lắm vô con. Đấy, shop mình xịt ra nó vậy nè, đó như rau câu, bơm lửa vô. Mấy ông nội mà lên trên MasterChef nó hay kiểu dạng như lấy cái tô mà ông múc ra chút xíu thử cái tô coi nó mặn ngọt hay không. Cái này có mình em ăn thử luôn. Ok. Hả trời ơi nó như cá hộp vậy. Giống cá hộp chứ. Sốt cá hộp, giống sốt bò né, sốt gì vậy nè, cũng vậy nè. Xù cho coi luôn. Đấy, thấy ghê chưa? Bốc khói. Trời ơi cha camera bốc khói luôn. Sốt nóng vàng. Nem bánh giòn. Trời ơi người Việt Nam ơi. Nem. À cái này chạo, xin lỗi. Chạo. Đây nem. À quá đẹp. Mình làm á mình giống mình làm ngon. Kẹp. Nãy giờ bóc xong mới kêu kẹp. Nó giỡn thôi chứ kẹp này là có mục tiêu. Dao nha. Dao phải dao thủy sĩ đàng hoàng nha, mình chỉ không công. Mình có kẹp. Cắt đừng bao giờ, nhiều người không biết cắt. Này chỉ cho cắt luôn, cắt nem cắt vậy, sai, không bao giờ được quyền cắt như vậy. Cắt nem là phải sử dụng kẹp, đó, lý do kẹp xong mình cắt nó thành 2 miếng nó bằng nhau. Mình sử dụng tay rất nóng, quần, thôi cắt đi, từ từ chỉ cho cái này nè. Đó, cắt
hai miếng thấy không, kẹp nè thấy không, ra hai miếng bằng nhau rõ ràng thấy chưa, hai miếng rất đẹp luôn, rất bằng nhau. Đây em có chuẩn bị vài bông, vài bông. Đây là gì? Đây dưa leo, hẹ, đường chua. Đó, dưa leo, hẹ, đường chua. À, dựng bánh chén vô. À, bánh chén. Hay, bánh chén. Bánh chén hiệu Simply Food. Đó, đầu tiên giống bánh chén nha. Bánh chén, thấy không? Thấy em làm không? Ai không thấy gì làm nhớ nói em nha. Chứ em đã nói quá trời luôn mà em không có biết mọi người bên đó coi được không nha. Tại lần đầu tiên em livestream ngoài văn phòng nấu ăn. Rau nha, rau đừng bao giờ bỏ nhiều quá. Rau những người muốn ăn nhiều á thì nên ăn riêng. Thật sự để làm một cuốn đẹp nó phải có cái độ balance giữa rau, thịt, bánh giòn. Chứ mình đừng bao giờ mình nhiều quá mình ra một cái cuốn á là thường thường ít khi nó đẹp lắm. Thấy không? Rau, đúng không? Dưa leo mình lõi cái rau. Đồ chua. Chua bỏ vô. À. Hẹ nha, hẹ để ra, hẹ lấy cọng dưới là cứng. Đó, muốn cọng trên mình nấu canh đậu hũ. Thấy không? Đó, thấy xếp không? Thấy xếp không? Đó, để bỏ này qua chút xíu đi. Nhiều đồ bật quá, có mình em làm từ A tới Z thấy không? Rất đẹp đúng không? Bánh giòn để đeo chuyên nghiệp. Nem cuốn. Đó, nem cuốn bỏ vô. Bây giờ mình cuốn làm sao? Cuốn không phải là cuốn ụp vô hết, cuốn ụp vô hết á thì nó không phân được cái bánh giòn như cái nem ra. Thì khi mà nó bị gì á là nó bị mềm. Đó, nó mềm sao? Là nó mềm cái bánh giòn nó bị yếu nè, nó dính vô nước, nó dính vô rau á, nó gói lại nó bị yếu. À, thì mình phải làm vậy. Hôm nay hơi ít người coi nhưng mà không sao, tại mình livestream bây giờ ta còn đi làm á, nhưng mà giờ thì vô tình là giờ văn phòng của Cali. Chứ mình livestream mà nó cắt sau một tiếng á thì hy vọng sẽ có nhiều người coi hơn, nhưng không sao, anh chị nào coi lại nha, nhớ ủng hộ em. Mua 99.99 vừa nem, bánh giòn, chảo. Bốn bịch nem, bốn bịch chảo, bánh giòn, bánh chén, hai bịch sốt, đủ hết. Nè mình cuốn nha. Đầu tiên mình túm cái vít nè. Mình cuốn lên, mình cuốn cái rau trước thôi nha. Đó, mình cuốn từ mình cuốn cái rau thôi. Cứ nhẹ nhàng, đừng có ngại, đừng có sợ là nó hết bánh chén nha. Đó, mình cuốn cái rau nè, thấy không? Thấy không? Nè, không liên quan gì hết. Coi như rau nè vẫn bình thường, bánh giòn, bánh chén vẫn nằm ở ngoài, đâu có vấn đề gì đâu. Thấy chưa? Xong rồi á, mình đừng bao giờ bỏ cái bánh giòn vô trước rồi bỏ cái nem nha, đừng bao giờ. Đó, mình bỏ cái nem vô, bỏ bánh giòn lên. Cuốn vô. Cuốn. Đừng bao giờ bỏ hẹ, sẽ chỉ cho cái lúc bỏ hẹ. Đừng bỏ hẹ sớm, lật lên bình thường rất dễ dàng đúng không? Step by step thôi. Nè bên phải gấp vô, đừng bỏ hẹ nha. Bỏ hẹ vô là kẹp ngay nách á, nó kêu là kẹp nách á. Lý do tại sao bỏ hẹ đây nè, lát mà nó ra bên hông liền, nó kẹp nách liền. Đừng bỏ hẹ lúc này, nằm yên vậy ha. Đè cái nem xuống, đó. Đè xuống thấy chưa, bình thường làm step by step, đẹp không? Đè xuống, đè nằm ngang vậy, miếng nem hướng về mình. Đó, lúc đó mình mới bỏ cái hẹ vô. Đấy, lật lên. Đấy, ra cuốn nem, đẹp. Vi vu thấy chưa, nem đẹp thấy không, nem đây chảo tôm cắt nha, cắt để như thứ nhất là mình nhìn bên trong nó có gì, nó lỡ có thằng nào nó làm cái gì trong bên trong mình biết. Thứ hai á là phụ nữ á, người ta ăn từ giữa nó lịch sự. Đó, cắt tôm nó thấy cái bánh giòn, nó giòn không, cắn nó nghe cập cập luôn. Hey, thấy chưa, cuốn ra là cái gì nè, ăn thôi. Đó, bây giờ mình ăn nha. Mình ăn đầu tiên đó là mình phải có cái muỗng lịch sự, quậy lên, quậy lên, trời ơi, quậy lên, đấy, quậy lên, đấy, ăn chảo tôm nha, ăn chảo tôm nè, thấy không, đấy, ngon, chấm vô, trời, hết chảy ăn thử nha, bánh giòn, cái quan trọng á, mình làm á, cái bánh giòn nó phải giòn, ok, mình đừng có để lửa, mấy vị để lửa giống em á. Hồi nhỏ nó nhỏ thôi, chơi lớn phải biết không, lớn á nó táp vô, mà nó táp vô thì nó vàng cái ngoài hơn mà cái bên trong nó trắng, còn cái này nó giòn, ăn vô nó giòn mà nó ngon. Rồi cái này em ăn rồi nên sâu kỳ lắm đó, nó vậy nè, quá ngon luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi chương trình hôm nay của em nha. Hôm nay em out tại đây, mọi người thích em làm cái gì, nấu món gì, chỉ món gì đó thì cái comment lên, tuần sau em làm thứ ba, thứ tư, thứ năm đi, mình làm món gì cũng được, nhưng mà em sẽ làm thường xuyên, tại giờ văn phòng nó mình dễ làm lắm, tại đằng nào em cũng trong văn phòng, còn mình làm after hour thực sự là nó rất là khó để set up. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy không, em chỉ mọi người nấu cuốn nem, mọi người thấy thoải mái không? Nếu mà mọi người cần gì mà cứ nhắn tin inbox cho em, rồi em out ở đây nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.